chương 1, thiết đại gia, nghe chọn bộ tại mê audio com. Gió đang gào hú, gió thổi từ mé tây lại, hú lên như lũ quỷ đang vung roi quật vào tim kẻ đang trên đường về nhà, quật tan nát hồn phách kẻ qua đường. May mà không có ai đang trên đường về, cũng không có ai qua lại. Chẳng có gì ở nơi này cả đường phố chẳng có ngựa xe lừa kéo, trong tiệm chẳng có lấy một bóng người, trong bếp lò chẳng có củi có lửa, trong nồi chẳng có cơm cá chẳng có thịt, trong khuê phòng chẳng có tiếng oanh kêu yến gọi. Chẳng có mùi hương phấn dầu thơm, bởi vì nơi đây chẳng còn có một ai, ngay cả một mạng sống cũng không. Một màn chết chóc tịch mịch không biết đến một lúc nào đó gió bỗng nhiên ngừng lại trên con đường dài vắng vẻo chợt có một con chó trắng lê lết cái đuôi bước từng bước xuống mặt đường lót đá vân tán xanh có người đi sau con chó có một người mù người mù này mặc một chiếc áo bằng vải bố màu xanh có bông đã được giặt đi giặt lại muốn bạc hết cả màu lại bị gió cắt thổi cho thành da vàng khe Y dùng một cây gậy giò đường màu trắng đã biến ra màu xám cho cóc một cái trên mặt đá xanh, rồi lại bụp một tiếng trên mặt cát vàng. Gió lại trổi lên, tấm chiêu bài đang dương lên trong gió, cái vòng và cái móc câu cọ sát vào nhau, kêu lên cót két như tiếng cưa vào sắt, làm người ta nghe muốn ghê cả răng, con chó trắng đang sủa ăn ẳng. Tiếng sủa khan khản, miếng giấy rách bọc trên song cửa sổ kêu sành sạch như tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng hơi thở hổn hển. Người mù lắc mạnh cái thanh la nhỏ dùng để mời khách hàng, tiếng thanh la trong trẻo vang lên rồi bỗng ngưng bật lại. Những tiếng động làm người ta nghe khoái cả tay đi đâu mất rồi. Những tiếng ồn ào của người bán hàng, tiếng trả giá của mấy bà mấy cô, tiếng dao chặt vào thớt, tiếng xào nấu trong chảo, tiếng bà mẹ đánh vào đít đứa con, tiếng con nít khóc ầm ĩ tiếng cười khúc khích của các cô con gái nhỏ tiếng xúc sắc gieo vào trong chén tiếng cười ha hả của mấy gã đàn ông say rượu tiếng ca vọng từ trên tửu lâu xuống của những ả giả giọng giang nam hát tiểu điệu những tiếng động vừa thích thú vừa náo nhiệt ấy đã đi đâu mất rồi tiếng thanh lang ngưng bặt tiếng chó sủa cũng ngưng bạt Bàn tay người mù thõng xuống, thanh la trong tay y hình như bỗng biến thành ra như nặng tới ngàn cân, trong tâm khảm của y bỗng có một nỗi sợ hãi không sao nói được. Có phải là vì y không biết có chuyện gì xảy ra? Trước đây y đã có qua nơi này, nhưng y không biết cái thị trấn bé nhỏ vốn rất phồn thịnh này đã vì một nguyên nhân thần bí gì đó, đã biến thành ra một cái thị trấn im lìm như chết không biết không phải là một trong những nguyên nhân làm cho người ta sợ hãi sao y dừng bước lại con chó của y chân trước đã bước tới rồi thân hình bỗng rụt lại về phía sau không có người chẳng có ai trên đường phố cũng chẳng có ai trong nhà phía trước phía sau ngoài đường trong nhà chẳng có một ai không có ai thì phải là không có gì nguy hiểm mới phải bởi vì thế giới này nguy hiểm nhất chính là con người trên cái thế giới này, còn có thứ động vật nào giết người nhiều hơn cả người nữa. Vì vậy, người mù lại bắt đầu bước tới trước, thậm chí, y còn lắc mạnh cho cái thanh la kêu lên sang sàng. Được một lúc rồi, con chó của y cũng bắt đầu bước về phía trước, nhưng lần này, nó đi theo sau chủ nhân. Chó vẫn là chó. Một cái thị trấn nhỏ vốn rất là phồn thịnh và hiền hòa như vậy, bỗng nhiên lại trở thành chết chóc không có lấy bóng người người mù lẽ đương nhiên là cảm thấy kỳ quái lắm có điều nếu y thấy được nhất định y còn cảm thấy kỳ quái hơn nữa bởi vì cái thị trấn nhỏ này tuy hoang phế không có lấy bóng người nhưng lại rất mới mẻ sạch sẽ trong góc nhà không hề có mạng nhện đồ đạc bằng kim khí cũng không hề bị dỉ xét đèn không hề bị khô dầu áo quần chăn gối không hề bị ẩm mốc thậm chí ngay cả bàn ghế cũng không hề có bụi bặm gì dân chúng xứ này, không lẽ chỉ trong một đêm đã kinh hoàng di tản đi hết cả sao? Tại sao bọn họ phải di tản gấp gáp vội vàng đến như vậy? Người mù lắc nhẹ thanh la, chậm chậm bước về phía trước. Gió đang thổi, mây chiều buông thấp, bóng người ốm như cây sậy. Trời đất một màu ảm đạm, nhạt nhòa hơn cả một bức tranh thủy mặc. Thình lình, có tiếng động vang lên từ xa xa tiếng vó ngựa rất nhẹ nhàng rất chậm rãi cũng giống hệt như tiếng của cây gậy giò đường đang gõ trên mặt đá xanh vậy tuy không phải nhàn nhã mười phần nhưng cũng rất cẩn thận từng ly từng chút người đến nhất định không thể là một kẻ đang trên đường về nhà cũng không thể là một khách qua đường lòng kẻ đang về nhà nóng sốt như mũi tên chỉ hận không thể về sớm hơn với cha mẹ vợ chồng con cái khách qua đường lòng dạ nôn nóng làm sao mà ung dung được như vậy cái thứ tiếng động này vốn chỉ ở trong những mùa giai tiết xuân thu núi non mây nước một màu mới nghe tới được còn giờ này nơi đây chẳng là giai tiết chẳng là thắng cảnh bỗng nhiên lại có tiếng vó ngựa như vậy vọng lại không những vậy còn không chỉ một người một ngựa thậm chí còn không chỉ mười người mười ngựa ai đến vậy nhỉ đến làm gì người mù chậm chậm rụt người về phía sau, con chó của y cũng chậm chậm rụt thân hình lại theo, rụt vào dưới mái hiên nhà tăm tối. Y đã nghe ra được ít nhất có trên ba chục kỵ sĩ đang chạy lại, thậm chí còn có thể vượt qua cả năm chục. Bởi vì lỗ tai của y trước giờ vốn rất linh mẫn, bởi vì y là một kẻ mù, nếu cặp mắt của ai không còn thấy được gì, không phải là họ chỉ còn biết lấy tâm, lấy tai ra mà lắng nghe quả nhiên, có năm chục kỵ sĩ, năm mươi Năm mươi thớt khoái mã, giống nổi danh, giống thuần túy, nhanh, nhanh mà dai sức, ngàn con chọn một. Nếu nói chúng nó là những con khoái mã chạy cả ngàn dặm một ngày, cũng không thể xem là nói ngoa. Nhưng hiện tại, chúng nó đang đi rất chậm trên lưng 51 con khoái mã, là 51 tay hão hán có cao có lùn, có mập có ốm, có lão có thiếu, nhưng trong đó, có ít nhất 50 người đều có một đặc điểm giống nhau. Bọn họ đều là những tay dũng hãn tinh tráng phi thường, đã từng trải qua trăm trận, bọn họ đều ắt hẳn là những tay trầm tĩnh vô cùng. Có điều, lúc này bọn họ lại lộ vẻ nóng này một cách phi thường, và lại bất an nữa đáng lý ra tâm tình như vậy, bọn họ ắt phải vung roi quật ngựa chạy điên cuồng như bay, ngựa có kiệt sức, người có kiệt lực cũng chẳng sao, ngựa là thứ ngựa hay, người là tay hão hán. Muốn nhanh bao nhiêu thì tới bấy nhiêu. Nhưng tại sao bọn họ lại chậm chạp đến như vậy? 51 thớt ngựa, 50 kỵ sĩ, bọn họ chậm quá như vậy, có phải vì người còn lại chăng? Không phải người thứ 51 còn lại kia, cái khí chất của y, thể phách của y, thần thái của y, cái lực lượng phát từ trong người của y ra, đều không đem so sánh được với năm chục người kia. Dù năm chục người đó cộng lại đem so sánh với y cũng không sao so sánh được. Bởi vì y chính là cột trụ của tất cả các tay anh hào hiệp khách ở một dãy Tây Nam, ngồi chấn thủ đất Trường An, là thiết đại ra đây thiết đại gia không có họ tên gì khác, y họ thiết, tên của y chính là thiết đại gia. Thiết đại gia thân cao 7 thước 9 tấc rưỡi, nặng 139 cân, nghe nói rằng, cô vợ sủng ái nhất của y tên là Dương Ngọc, đã từng yêu cầu y làm cho cô ta một chuyện. Cô ta muốn y ở trần chuồng ra vận động thân thể, rồi để cho cô ta đếm thử trên người y có bao nhiêu cục thịt nổi u lên. 386 cục Dương Ngọc tiết lộ với người bạn thân nhất trong khuê phòng, quả thật có 387 cục, không thiếu một cục nào, mỗi cục đều cứng như sắt thép. Thiết đại gia cái môn công phu hoành luyện kim trung trí thiết bố sam thập tam thái bảo, vốn nổi danh thiên hạ. Ái thiếp của y là Dương Ngọc, ôn nhu như một con dê con, trơn láng như một khối ngọc, cũng là điều không một ai không hay biết chỉ tiếc là người bạn thân trong khuê phòng của cô không phải là một cô gái cũng ôn nhu như cô mà là một chú bé rất ôn nhu về một vài phương diện mà nói những tay nam tử hán ngạnh công vô địch thiên hạ nhất định không thể nào sánh bằng những chú bé vừa dịu dàng vừa ôn nhu thiết đại gia dĩ nhiên không thể nào ôn nhu cho được tính khí của y nóng nảy như lửa trước giờ y chưa bao giờ chờ đợi bất kỳ ai hiện tại xem ra y còn nóng ruột hơn cả những người tùy tùng ngựa của y nhanh hơn nhưng y cũng đang phải duỗi ngựa trầm trầm bước từng bước một tại sao vậy nhỉ một người tính nóng như lửa như thiết đại ra đây đã biến ra nhẫn nại từ hồi nào vậy sao mà biến thành ra chiều chuộng người khác quá vậy bởi vì một chiếc kiệu trong đám 51 người ngựa đó, lại có bốn gã thiếu niên mặt mày tuấn tú ở chân, mặc cái quần chẽn bông, chân bước như đang nhảy múa, khiêng một chiếc kiệu đi bên cạnh thiết đại gia. Chiếc kiệu đi lại trước cái tiệm tứ hải tử lâu hào hoa nhất trong thị trấn bèn ngừng lại, thiết đại gia lập tức khom lưng nhảy xuống ngựa, năm chục tay kỵ sĩ còn lại. Cơ hồ đều nhảy xuống một lượt theo cùng một tư thế. Mấy gã thiếu niên đặt cán kiệu xuống, kéo màn kiệu lên. Một hồi thật lâu, trong kiệu mới có một bàn tay chầm chậm đưa ra, nắm lấy cánh tay gã thiếu niên. Bàn tay ấy trắng muốt mềm mại thuôn dài, móng tay cắt xén vô cùng tỉ mỉ, da thịt trơn láng như thiếu nữ, bàn tay đó đặt lên cánh tay đen đúa cứng cáp của gã thiếu niên, lại càng lộ vẻ gai mát. Bàn tay ấy chắc hẳn là của một thiếu nữ, hết ba ngón tay đã đeo nhẫn ngọc thạch chạm chỗ thật công phu, mỗi cái nhẫn giá trị ít nhất cũng trên ngàn lượng cô bé này dĩ nhiên là người được thiết đại gia sùng ái cực độ vì vậy mà y mới chịu chờ cô vì vậy mà cô mới đeo được những cái nhẫn như vậy làm người ta không thể ngờ tới được là người bước ra khỏi chiếc kiệu lại là một lão già nhỏ thó già muốn chết đi được một lão già nhỏ thó mặc một chiếc áo trường bào bằng lụa màu xanh thêu đầy những con thỏ con những đường sọc màu trắng một lão già nhỏ thó bất kỳ ai gặp đều thấy ghê tởm muốn chết được, nhưng trong cặp mắt đang lim dim đó, lại như có hai cây đao đang chọc ra. Người của lão còn đang ở trong kiệu, cặp đao đó đã nhìn sòng sọc vào thân hình gã mù. Người mù đã khom người xuống, ngồi dưới mái nhà u ám như một con ốc thu vào trong cái vỏ, cứ nghĩ là mình không thấy người ta, người ta chắc cũng không thấy mình, có điều. Lão già nhỏ thó mặc chiếc trường bào thêu hoa đã bước lại trước mặt y, cặp mắt như hai cây đao, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của y. Bước chân của lão già nhẹ nhàng như thỏ, cặp mắt của người mù, mù như rơi, nhưng con chó của y đang căng cứng thân thể như một cây cung. Người mù không biết, y nhìn không thấy cái sát cơ bốn bề chung quanh, y nhìn không thấy cặp mắt sắc như đao của lão già, y cũng không nghe bước chân nhẹ nhàng như thỏ. Lão già nhìn dính vào y, một hồi thật lâu mới chậm chậm quay đầu lại, thiết đại gia đang đứng ngay chỗ lão quay đầu lại. Y không nói gì cả, nhưng ánh mắt y đang hỏi, giết? Hay là không giết? Thật ra, y cũng chẳng cần phải hỏi, thà giết lầm trăm mạng, còn hơn tha lầm một mạng. Giết, vốn là câu trả lời hợp lý nhất, chỉ cần một thủ thế đơn giản thôi, người mù này sẽ lập tức bị loạn đao phân thây ngay sinh mệnh quý giá như vậy tại sao thường thường lại biến thành quá ti tiện mặt trời đang lặn hoàng hôn màn đêm đang buông xuống càng lúc càng sâu người mù đã đi tới một con hẻm nhỏ đầu bên kia của thị trấn cuối con hẻm hình như phẳng phất còn nghe được từng tiếng gõ mõ lóc cóc cũng in hệt như cây gậy giò đường trong tay người mù đang gõ xuống mặt đường trống lỗng đơn điệu và tịch mịch tịch mịch thì có sao đâu chỉ có người nào còn sống mới thấy tịch mịch, chỉ có người nào còn sống mới có cảm giác lạnh buốt vào xương tủy, ít nhất cũng đại khái là khá hơn không có cảm giác gì cả. Người mù vẫn còn chưa chết, Trình Y cũng lấy làm kỳ quái, những người này sao không giết mình? Cuối con hẻm nhỏ, có một cánh cửa, một cánh cửa rất hẹp gõ vào cánh cửa hẹp đó gõ một cái ngừng sau đó gõ thêm bốn cái ba cái nhanh một cái chậm ngừng sau đó gõ thêm hai cái nữa dáng sức gõ mạnh vào trong bảy cái gõ đó làm thành một cảm giác tiết tấu vừa kỳ quái vừa thú vị sau đó thì cửa mở ra người ra mở cửa là một người làm như trời sinh vốn là để mở cửa cửa hẹp, người ốm tong, tay cầm một cây đèn mờ mờ ảo ảo, thật là bình thường, nhưng trong cái bình thường đó lại hiển lộ ra một vẻ gì thật thần bí. Sau cánh cửa hẹp là một cái đình viện đã hoang phế, cỏ dại mọc đầy lối đi, cây cối hoa lá đều khô cằn, một bà lão tóc bạc như xương, lưng khòm như một cây cung, đang ngồi một mình trước hiên nhà. Dùng thông thảo kết một đóa hoa, hoa giả, một đóa hoa giả màu trắng nho nhỏ hoa chưa kết xong đã chết từ lâu căn nhà lớn mái nhà cao hành lang dài cây đèn cô quạnh đình viện cổ kính màn đêm lạnh lẽo tiếng gió thổi xa xa như tiếng ai than khóc người mù dừng bước khom người chào bà già tam thẩm bà vẫn mạnh giỏi ta mạnh giỏi ta mạnh giỏi ông cũng mạnh giỏi ông cũng mạnh giỏi gương mặt bà già lộ ra một nụ cười hiếm hoi Chúng ta ai cũng đều mạnh giỏi, đều còn sống cả đây, sao lại không mạnh giỏi? Nói đến đó, bà ta cũng vừa kết xong đóa hoa, tuy chỉ màu trắng không có gì khác, nhưng xem ra thật tinh trí, thật đẹp mắt. Nhìn đóa hoa mà mình vừa kết xong, nụ cười trên mặt bà già bỗng khựng lại, làm như một người sợ nhất là rắn, bỗng thấy trong tay mình đang cầm một con rắn vậy. Đây chẳng phải là rắn, đây là một đóa hoa cúc màu trắng. Thấy đóa hoa giả mình vừa kết xong, tại sao bà lão này lại biến ra sợ hãi quá chừng vậy? Người mù không thấy bà già thay đổi sắc mặt, y chỉ hỏi: "Điệt thiếu gia nhỉ, y cũng không sao cả, y cũng mạnh giỏi lắm." Bà già lại mỉm cười, xem mặt mày y dạo gần đây thấy chết không nổi đâu. Gương mặt người mù cũng lộ ra một nụ cười. "Tôi vào trong nhà gặp y một chút được không?" "Được, được." bà già nói ông cứ vào đi y cũng đang chờ ông trong đó người mù bước lên bậc thang cấp hẳn những dấu rêu xanh y bước dọc theo hành lang cây gậy giò đường màu trắng gõ xuống mặt gỗ cũ kỹ cốc 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 bước qua bên cạnh bà già bước tới một cánh cửa y nghe bà già đang ho lên xù xụ và thở hổn hển không ngớt nhưng y không thấy bà ta bỗng nhiên đang ứa nước mắt ra nước mắt rớt từng giọt xuống cánh hoa trong suốt như hạt xương Bất kể nước mắt của bà già hay nước mắt của thiếu nữ đều trong suốt như nhau. Nước mắt là nước mắt, nước mắt nào cũng như nhau, nhưng bà già xem ra cõi lòng đã chết từ lâu, tại sao bỗng vì một đóa hoa giả mà rơi lệ? Gian phòng này thật là trần cựu, đáng lý ra phải là đâu đâu cũng răng đầy mạng nhện bụi bặm có điều. Gian phòng này lại được quét sạch như một tấm vải giường vừa được mụ đàn bà giặt kỹ càng từ trong chậu ra, vô cùng sạch sẽ. Thậm chí, ngay cả tấm ván lót dưới mặt đất cũng được chùi rửa muốn trắng bạch. Có điều trong phòng chẳng có gì cả, bàn ghế, dụng cụ trưng bày, tranh vẽ thư pháp, chén dĩa, nhà khác ai ai cũng có, nơi đây thì không. Trong phòng chỉ có một cây đèn, một cái giường và ba người. Trong ba người, có hai người đang đứng, hai người này mặc một bộ trường bào màu xanh chùm từ trên xuống dưới, phủ hết cả bàn chân, ống tay cũng dài che hết cả bàn tay thậm chí ngay cả gương mặt cũng được che lại bằng miếng vải bố màu xanh trừ cặp mắt ra chỗ khác không thể nào nhìn thấy được nhưng một người sáng mắt chỉ cần thấy tư thái và hành động của bọn họ sẽ có thể thấy được bọn họ đều là những thiếu nữ rất có ý tứ còn một người kia thì đang nằm nghiêng nghiêng dựa vào cái giường y là một gã đàn ông rất là thanh tú rất là trẻ tuổi cặp lông mày rất là đậm đôi mắt to mà sáng trong suốt như mặt hồ trên đỉnh thiên sơn vậy ánh mắt thì đầy vẻ hoan lạc phi dương bạt tụy như một con ngựa trứng khỏe vừa thắng xong một trận săn bắn sinh mệnh của tuổi trẻ thần thái phi dương sức sống dồi dào niềm tin vô cùng tận vẻ mặt phi thường xuất chúng con nhà thế gia phú khả địch quốc có điều người mù bước vào chào hỏi gã thiếu niên thiếu niên không đáp lễ lại chỉ hé miệng cười chỉ cười thôi, tuy không hoàn lễ lại, nhưng nụ cười rất ấm áp ôn nhu, thập thúc, ông đã tới đó chưa? Ông đã thấy cái gã bự con ấy chưa? Giọng nói của gã thiếu niên không những ấm áp thân mật mà còn rất rõ ràng, gã bự con ấy đã có gặp ông chưa? Người mù mỉm cười. Thiết đại gia có phải là kẻ mù đâu, tại sao lại không thấy tôi được, nhưng dù y có thấy ông rồi, nhất định cũng như là chưa thấy, bởi vì y chẳng nhận được ra ông là ai cả, Thiếu niên hỏi người mù với một vẻ rất là hứng khởi, có phải vậy không? Đúng vậy. Thiếu niên cười lớn, cái tên Vương Bát Đản có mắt không chồng ấy, làm sao mà nhận ra được người mù này chính là Liễu Tiên Sinh. Người mù cũng bật cười. Ông cũng không nên cười bọn họ, cái bản lãnh giả mù của tôi, trước giờ vốn đệ nhất lưu. Người mù nói, dù ông giả vờ không giống, bọn họ cũng nhìn không ra đâu. Thiếu niên nói Cặp mắt nổi tiếng là thấy rõ từng ly của Liễu Minh thu Liễu Tiên Sinh, làm sao lại mù được, làm sao mà ai còn tưởng tượng ra được. Ánh mắt của y bỗng trở thành ảm đạm như ánh trăng thu. Chuyện trong thiên hạ vốn đều là thế cả, ví dụ như chuyện có ai còn tưởng tượng ra được rằng, mộ dung ở Giang Nam nổi tiếng trong tứ đại công tử lại Giang Tây hùng ăn không cùng, uống không cùng, Giang Nam mộ dung linh hí bách biến vô cùng quan đông nộ, nổi giận lên, thay nằm vô số, giận thêm đợt nữa, thay phơi bốn phía. Giang đông liễu, kiếm pháp phong lưu vô địch thủ. Cái vị công tử nổi danh số một của Giang Nam, chưa nói hết câu mình đang tính nói, nét mặt của y đã biến hẳn đi, y bỗng hỏi người mù, cái gã bự con đó có phải cũng in hệt như xưa không? Bên cạnh lúc nào cũng có một thằng nhỏ xinh xắn xem ra rất vô dụng, lần này có một chỗ không giống người mù không mù tí nào nói lần này y đem theo ít nhất cũng có hai mươi bảy người không những vậy còn rất hữu dụng hữu dụng lắm không mộ dung công tử hỏi hữu dụng tới bao nhiêu liễu minh thu hỏi lại công tử tuy là người giang nam chắc cũng phải biết qua ở hồ quảng danh công cự khanh phủ có một phường hề nổi tiếng tên là ban lộng ngọc tôi biết mộ dung công tử bật cười tôi có nghe qua y cười một vẻ cười không được bình thường lắm, không được tốt đẹp lắm, bởi vì cái ban lộng ngọc ấy chính là như vậy, chính là vốn hy vọng các bậc công tử có tiền có bạc đối đãi với họ như vậy. Bọn họ đều là những kẻ gia nhập ban lộng ngọc từ năm 4 năm tuổi, từ nhỏ đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc, ca hát được, nhảy múa được, uống rượu được, đàn địch được, không những đa tài đa nghệ. Mà còn rất biết ý người khác, thật ra, chuyện mà bọn họ tinh thông nhất, không phải là những chuyện đó liễu minh thu nói không phải những chuyện đó thì còn là chuyện gì nữa giết người liễu tiên sinh nói phải làm sao có thể ở một thời điểm thích hợp nhất nắm được cơ hội có lợi nhất dùng phương pháp hữu hiệu nhất để giết người không những vậy giết xong rồi còn toàn thân rút lui y nói đây mới là mục đích tối hậu của những chú bé xinh xắn trong ban lộng ngọc không lẽ những chú bé dễ thương ấy lại là những tay sát thủ kinh sợ như vậy Mộ dung công tử hỏi, đúng vậy. Liễu tiên sinh đáp, cái giá giết người không phải lúc nào cũng cao nhiều hơn là cái giá mua vui cho người sao, đúng vậy. Mộ dung công tử không thể không thừa nhận được. Trung trung đều thông thường là vậy, vì vậy bọn họ bề ngoài thì ca hát, thật ra, từ nhỏ đã được huấn luyện rất là nghiêm khắc tàn bạo, kỹ thuật giết người. Liễu tiên sinh nói. Qua 10 năm hai chục năm huấn luyện như vậy, bọn họ ai ai cũng đều trở thành một kẻ giết người vô cùng hữu hiệu, có ai không chịu nổi không? Có. Liễu Minh Thu đáp, không chịu nổi, đều bị đào thải, bị đào thải, là chỉ còn con đường chết, đúng vậy. Liễu Minh Thu nói, mỗi năm mỗi lần đào thải, những người còn lại không còn được bao nhiêu. Những người này, ai ai cũng đều là kẻ tàn bạo vô tình, đều rất linh động như rắn, giảo hoạt như trồn, nhẫn nại như lạc đà, không những vậy mà còn tinh thông những thuật túc cốt, dị dung, đột kích, ám sát. Nhất là trong đó một số còn được gọi là ti. Ti, mộ dung công tử hỏi, ti là tợ lụa, đúng vậy, tại sao bọn họ lại được gọi là ti? bởi vì bọn họ đều là những kẻ đã được chọn lựa rất đặc biệt, sau khi được huấn luyện trong ban lộng ngọc rồi, còn được gửi lại sứ phù tang để học 3 năm môn nhẫn thuật của y hạ cốc. Liễu tiên sinh lại giải thích, sau khi đã được huấn luyện cái môn còn tàn bạo hơn nữa là nhẫn thuật, mỗi người bọn họ đều có thể uốn éo thân hình như một con rán nằm ẩn núp trong những chỗ mà không ai có thể tưởng tượng được người ta có thể ẩn núp được, đợi đến lúc có lợi nhất bèn nhảy ra đột kích, giết người chỉ trong một tích tắc, vậy sao? Có lúc, thậm chí bọn họ còn có thể không ăn không uống, không ngủ không cử động, nằm khoanh tròn trong một chỗ nhỏ xíu giam ba ngày, nhưng chỉ cần lúc cử động, đối phương thường thường là chết chắc liễu tiên sinh nói cái kiểu như vậy của bọn họ rất giống cái thứ rắn độc nhất là thanh trúc ti vậy thì sao bọn họ không gọi là thanh trúc ti bởi vì cái màu sắc ngụy trang của bọn họ không nhất định phải màu xanh bọn họ cũng không giống rắn lắm mộ dung công tử bật cười có lý rất là có lý y hết lòng khâm phục tán tụng ti là ti còn có cái tên gì hay hơn nữa bây giờ truyền nhân nhà mộ dung thế gia, tài phẩm định trước giờ vốn rất cao minh, chưa có ai từng phủ nhận điểm này. Lời của dịch giả, ngọ dạ lan hoa là phần cuối cùng trong sở lưu hương truyền kỳ hệ liệt của Cổ Long, được viết vào năm 1979, khi tác giả đã bước vào những năm cuối đời, phải chiến đấu với bệnh ung thư. Có lẽ vì vậy mà đầu đuôi chi tiết của tác phẩm có lúc không phù hợp với nhau nếu như độc giả thấy trong chuyện có nhiều khúc mắc khó hiểu thì những điểm ấy đều bắt nguồn từ nguyên tắc tiếng trung chứ không phải từ dịch giả dịch giả lê khắc tưởng chương 2, ti lộ nghe chọn bộ tại mê audio com đêm đêm lạnh lẽo đêm lạnh lẽo có trăng không những có trăng mà còn có đèn cái thị trấn nhỏ bé không biết vì nguyên nhân gì chợt biến thành ra im lìm như chết này, đêm nay bỗng dưng sống lại, con đường dài im lìm đen tối đã trở lại thành đèn đuốc sáng choang. Rực rỡ như ban ngày. Những người tùy tòng thiết đại gia đem theo, trước lúc màn đêm buông xuống, đã đi từng mỗi chỗ trong thị trấn có thể treo đèn được, treo lên một cây đèn khổng minh không thể nào bị gió thổi tắt gió vẫn còn đó đèn đã đốt lên rồi nhưng vẫn còn chưa có tiếng người những tiếng động có thể tượng trưng cho mọi thứ sinh động trên đời này vẫn còn không thấy đâu con đường dài vẫn bi ai như phần mộ chỉ có một người đang yên lặng đi qua đi lại trên đường từ đầu đường đến cuối đường rồi lại từ cuối đường trở lại đầu đường không một tiếng động năm chục tay kỵ sĩ thiết đại gia đem lại vẫn còn kiêu hãn vẫn còn vẻ hung hăng không ai có thể ngăn cản được có điều bây giờ họ đang đứng yên lặng im lìm nơi đó nhìn lão già mặc chiếc áo trường bào lụa màu xanh thêu đầy những con thỏ con những đường sọc màu trắng đang đi bộ lững thững trên đường người và ngựa đều như nhau đều im lìm đứng ở đó nhìn lão ngay cả thiết đại gia ý khí kiêu bạt không coi ai ra gì cũng đều như vậy cũng không biết đi qua đi lại bao nhiêu lần đi rồi ngừng nhìn nơi này rồi lại nơi kia xuyên qua cửa tiệm này rồi lại xuyên ra cửa tiệm khác không ai biết lão đang làm gì người nào cũng thấy lão thật quái đàn có điều lão chẳng thèm để ý gì đến ai dưới mắt của những người khác, lão chỉ tối đa là một người làm người ta buồn mửa, nhưng dưới cặp mắt của lão, những người kia đều là những người đã chết rồi. Lão già rốt cuộc cũng dừng bước lại, dừng lại trước mặt Thiết Đại gia, cặp mắt bén nhọn như lưỡi dao một lần nữa nhắm tít lại như hai sợi chỉ, 27. Lão già chỉ nói có ba tiếng như vậy, ba tiếng đơn đơn giản giản như vậy thân trải trăm trận vào sinh ra tử, cả đời không biết đã qua bao nhiêu là sóng gió như thiết đại gia, vừa nghe ba tiếng thật là bình thường đó, gương mặt bỗng lộ ra một vẻ không bình thường chút nào. Rõ ràng là vừa khẩn trương, vừa phấn khởi, vừa nôn nóng, làm như một gã đánh bạc chính đang lúc sắp sửa đánh một canh bạc chưa từng có, bỗng nghe có một nhân vật thần bí báo cho gã biết một tin tức thật là bí mật một tin tức có thể giúp cho y chắc thắng không thể nào bại, 27. Thiết đại gia lập tức dùng giọng gấp rút của một gã đánh bạc để hỏi. Ông thấy quả thật là 27 đấy chứ? Lão già không trả lời, lão chỉ dùng thái độ của một đại hành gia gật gật đầu. Câu trả lời của đại hành gia thông thường chỉ nói có một lần. Mỗi lần trả lời của đại hành gia thông thường đều tuyệt đối chính xác. Thiết Đại gia ngẩng đầu nhìn trời, hít vào một hơi thật dài, trên trời có trăng, mặt trăng sáng như đèn, Thiết Đại gia lại thở phào ra một hơi dài. Đôi bàn tay mềm mại trắng trẻo của lão già đã tựa vào vai của một gã thiếu niên tinh trắng, bước lại chiếc kiệu. Xem ra phảng phất như một mỹ nhân được sủng ái đang dựa vào vai của một đứa thị tỳ bước ra khỏi bồn tắm vậy tinh lực của thiết đại gia hình như là một mũi tên đang ở trên dây cung y đột nhiên lớn tiếng hô người đâu có mặt năm chục tên kỵ sĩ có mười ba thớt ngựa người trên ngựa vững vàng như bàn thạch mặt lạnh như tiền cổ cứng như cây côn vai vươn thẳng ra như cây cân lưng rộng như mai rùa eo dẻo dai như cổ thụ thân hình bất động trơ trơ như đá 36 kỵ sĩ còn lại, vừa lên ngựa lại nhảy xuống, xuống ngựa thì eo lưng nhuyễn như nhành liễu, song như rắn uốn mình, tuổi tác đều trên dưới 20, ánh mắt sáng rực trẻ trung. Đượm đầy vẻ linh hoạt, nhẫn nại kiên nghị không sao nói được của những con rắn độc, 27. Thiết đại gia nói, chỉ cần 27 người. Giọng nói của y thấp mà nghiêm nghị. Người có bệnh, lui lại trước, người bị vấn víu tình dục cũng lui. Không ai lui thiết đại gia nổi giận, gầm lên, không lẽ các ngươi đều muốn chết hết ở nơi đây? Không một ai mở miệng, không mở miệng ra, chính là mặc nhận, mỗi gương mặt tuy đều rất tuấn tú, nhưng mỗi gương mặt tuấn tú đều mang một vẻ, lúc nào cũng nguyện ý chết. Thiết đại gia nhìn chăm chăm vào bọn họ, rốt rốt thở ra một hơi nhẹ, vậy thì chi bằng các ngươi chết ngay bây giờ đi. 37 người, 37 thanh đao mỗi người đều có đeo một thanh đao, soạt một tiếng, 29 thanh đao đồng thời tuốt ra khỏi vỏ. Còn 8 người, bàn tay còn đang nắm chặt vào cán đao, chỉ bất quá đang nắm chặt thôi. Đao của bọn họ còn nằm trong vỏ. Sau đó, chỉ trong một tích tắc nhỏ bé, 8 người đó bèn trở thành 8 người đã chết. Trên cổ họng của mỗi người đã có thêm một đường gạch ngang dướm máu giống hệt như một người đang cạo râu cắt tóc không để ý cắt nhằm vào da thịt. Có điều, đường gạch ngang dướm máu đó vừa hiện ra, máu tươi cũng đồng thời xối xả tuôn ra. Mấy người bọn họ ngã gục xuống rồi, máu của bọn họ mới bắn vọt tung lên, máu của họ rớt xuống đất, không một giọt nào dính vào người. Đấy là cái may cho bọn họ. Hay là một sự bất hạnh? những giọt máu nóng của bọn họ đã rơi xuống đám bùn lạnh lẽo đám bùn mà ngay cả trận gió thu mưa thu lạnh lẽo muốn chết người kia rơi xuống còn bị lạnh chết được tám đường hào quang mỏng như sợi dây bạc tám đường gạch rướm máu máu tuôn ra như suối hào quang sáng rực như điện lóe lão già mặc chiếc áo trường bào lụa màu xanh thêu đầy những con thỏ con những đường sọc màu trắng đang bước vào trong kiệu màn kiệu vừa đang thả xuống 36 tay tử sĩ vữa mới có 29 gã đang cầm đao tuốt ra, 8 gã còn đang giữ vẻ nắm chặt đao trong tay, chưa rút ra. Chỉ trong cái tích tắc đó, trong kiệu bỗng có một tia sáng bén nhọn vọt ra bằng một tốc độ nhanh không thể nào tưởng được. Bỗng nhiên, đã bay tới. Bỗng nhiên, đã có 8 người lăn ra không một chút giá trị, máu tươi bắn vọt như suối ra, bắn vọt lên giữa trời. Bất kể những người đó là người tốt cũng vậy, người xấu cũng vậy, người có da gì cũng vậy, người không da gì cũng vậy, chỉ cần là người, máu cũng là một loại máu, lúc bắn vọt ra. Cũng đều bắn vọt lên giữa trời. Đấy là cái may mắn của con người. Thánh hiền và phàm tục, anh hùng và kẻ hèn, gặp phải một chuyện như nhau, kết quả đều chẳng khác nhau bao nhiêu, nếu bọn họ đều bị người ta chém cho một nhát đau, máu của bọn họ đều vọt ra như nhau hiền ngu dũng cảm hèn hạ đều vậy cả. Bởi vì bọn họ đều là người, người là phải như vậy, trên thế gian này có rất nhiều chuyện đều không được mười phần công bình. Tám người ngã xuống, còn có hai mươi chín người đứng đó, người không ra gì đã gục, người có ra gì thì không. Ra gì, có nghĩa là có nghĩa khi, có đảm lượng, không sợ chết, đối diện với cái chết, không hề trao mày lấy một cái, lại càng không hề gặp những lúc tuốt đau ra mà không tuốt. Trên chiến trường, giữa cái sống cái chết, càng sợ chết chừng nào, ngược lại càng chết nhanh chừng đó, cũng như trên chiếu bạc, những kẻ càng ít tiền chừng nào càng sợ thua chừng đó. Thông thường lại thua nhiều hơn ai cả. Trên đời này có biết bao nhiêu chuyện giống như vậy, ta đã nhìn cùng hết mỗi nơi mỗi góc chỗ này rồi. Lão già mặc áo bào xanh nói, chung quanh con đường này cách 70 trượng, tối đa chỉ có 26 chỗ để ấn núp lão lại bổ sung thêm. Cái ý của ta là, chỉ có những tay, xà ti, mới núp được vào trong những chỗ đó ba ngày ba đêm, tôi biết, vì vậy, chỉ có 26 người có thể được biết 26 chỗ ẩn núp đó. Tôi hiểu rõ, hiện tại ta muốn bọn họ chui vào đó. Lão già mặc áo bào xanh nói. Trước trận quyết chiến giữa ông và mộ dung công tử, chỗ ẩn núp của bọn họ, trừ ông và tôi và 27 người bọn họ ra, tuyệt đối không được cho người thứ 28 biết điều đó dĩ nhiên tôi cũng hiểu rõ thiết đại gia thở nhẹ ra một hơi chỉ tiếc là điểm đó nếu chỉ có một mình tôi hiểu thì vẫn còn chưa đủ lúc y thở ra một hơi đó ánh mắt sắc như đau của y đã hiện ra sát cơ nhìn một lượt qua những người đó rồi lấy giọng thật bi thương hỏi bọn họ có phải các ngươi cũng hiểu ý vị cao sư gia này của ta Đương nhiên y không đợi bọn họ trả lời, một kẻ thao túng quyền sinh sát, lúc nào cũng chủ tể mệnh vận của người khác, thông thường chỉ biết ra lệnh, không dung thứ kẻ kháng lệnh, chỉ biết hỏi. Không buồn nghe trả lời. Vì vậy Thiết Đại gia lại tiếp theo bằng một câu hỏi khác, nếu các ngươi đều đã hiểu ý cao sư gia nói gì, thì hiện tại các ngươi nên biết phải làm gì đi thôi. Làm gì? Trừ chết ra, còn có biện pháp gì hơn? trừ chết đi là chuyện có thể tin cậy được để bảo tồn bí mật, còn có người nào có thể được một người đa nghi như cao sư gia tín nhiệm được. Làm cho cao sư gia tín nhiệm không chừng còn dễ dàng hơn một chút, muốn một tay thành danh có sự nghiệp như thiết đại gia tín nhiệm, còn khó hơn vậy. Không nghi ngờ, làm sao thành bá nghiệp? Không có bá nghiệp, cần gì phải nghi ngờ? năm chục tay kỵ sĩ đi theo thiết đại gia, đều là tử đảng của y, theo y cũng không biết đã bao nhiêu năm nay, y muốn vào nước nóng là bọn họ lập tức theo vào nước nóng. Y muốn vào biển lửa là bọn họ lập tức theo ngay vào biển lửa, có điều, lúc y đang ngụp lạn trong bể tình, bọn họ cũng ở cùng một chỗ. Thiết đại gia trước giờ vốn là một kẻ biết dùng người, trước giờ vốn là một tay, anh chị biết điều, bởi vậy y mới là đại gia vì vậy bọn huynh đệ của y nghe y nói vậy, lập tức có nhiều loại phản ứng khác nhau. Mọi người đều cảm thấy thiết đại gia đang cố ý giả giọng làm bộ, dọa nạt mấy tên vương bát đàn bé tí kia. Đó là lối suy nghĩ của những người theo y chỉ có hai ba năm nay. Đây là đại gia cố ý nói vậy, để lấy tiến làm thoái, lấy thoái để tiến lên, để cho lũ tiểu quỷ nhát gan kia sẽ cam lòng tình nguyện sống chết hết mình đó là lối suy nghĩ của những người đã theo y năm sáu năm nay bọn họ đều cho rằng lão đại của mình nói vậy chỉ bất quá là làm bộ làm tịch thế thôi nhưng những kẻ theo y từ nhỏ nghe y nói câu vậy cả người da gà đều nổi hết cả lên chỉ có những người này mới hiểu rõ y vì để đạt mục đích không chọn lựa thủ đoạn gì cả bọn họ từ lúc còn nhỏ còn nhỏ lắm, đã nghe lão đại của mình không ngớt dậy dỗ mình câu đó, dậy đến độ cả đời bọn họ không bao giờ quên nổi. Nếu muốn cho một bí mật vĩnh viễn không bao giờ bị tiết lộ, thì chỉ còn cách giết sạch hết những người đã nghe bí mật đó. Trừ 29 người kia ra, mỗi người còn lại đều biết hôm nay mình chỉ còn có một con đường để đi. Không phải con đường ti, thì là con đường chết, sao 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 ti lộ mộ dung công tử vốn đang có vẻ suy nhược ngay cả nói còn không nói được ra lời bây giờ cũng mở miệng hỏi ti lộ có phải ông đang nói là con đường ti đúng vậy liễu tiên sinh nói có ti tức là có con đường ti ông nói ti lộ đó có phải là con đường từ đời hán làm ra đến thời đường làm xong từ trường an chạy qua một dọc hà tây tới ải gia cốc xuyên qua vực hắc thủy chạy tới đôn hoàng không phải sao Tì lộ có hai đường, dĩ nhiên là bắt đầu từ Trường An, đi ra Bắc, khỏi Quan Ải, vào Ha Mật, ngật Ha Mật qua, ngật Hoàn Ha Mật qua xong, rồi từ Thông Hóa, Y Lê, A Di Thái Sơn. Chảy một mạch tới dị quốc nào đó mà chúng ta chưa hề biết tới. Người mù không mù nói, con đường đó là Bắc Lộ. Y giải thích đi tới dị quốc đem theo lụa là, lúc trở về đem theo kỳ chân dị bảo của dị quốc, đàn hồ, dương hồ, mỹ nhân mắt xanh, những người khách thương đi làm ăn đó gọi con đường này là Thiên Sơn Bắc lộ. Vậy thì có phải là còn có một con đường khác tên là Thiên Sơn Nam lộ có? Người mù không mù Liễu Tiên Sinh nói, lúc ra qua Cao Nguyên, đi Tây vực, lâu các sa mạc chạy dọc theo sơ cách rồi tới đích những người lữ khách đi con đường này gọi nó là thiên sơn nam lộ bất kể là thiên sơn nam lộ hay bắc lộ đều là ti lộ mộ dung công tử hỏi đúng vậy ông vừa nói lúc nãy là đường ti lộ nào đều không phải liễu tinh sinh nói con đường ti lộ tôi nói đây không phải là một con đường đi mà là một con người tại sao bởi vì người này dưới cặp mắt của những ti sĩ xem tính mệnh của mình như tơ đó y không còn là con người mà là một con đường liễu tiên sinh nói bởi vì nếu không có người đó bọn họ không còn đường nào để đi vì vậy người đó được gọi là ti lộ đúng vậy hay hay quá mộ dung công tử tán tụng ti ti lộ y thở ra dù ông có kề thanh kiếm của Tây Môn suy tiết vào cổ họng của tôi, tôi cũng nghĩ không ra được cái tên hay như vậy. chương 3, Ti Sĩ, Tử Sĩ. Nghe chọn bộ tại mê audio com. Năm chục kỵ sĩ của thiết đại lão bản đem lại, bây giờ chỉ còn có 31 người. Chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật tuyệt đối. Thiết đại gia nói đấy là câu nói vô cùng chính xác mà cũng rất vô cùng thông minh nhưng ta chẳng phải là người đầu tiên nói câu đó ta chưa phải là người thông minh tới mức đó y nói nhưng bây giờ câu nói này đã là danh ngôn chí lý mọi người ai ai cũng hiểu rõ nhất định các ngươi cũng đã hiểu rõ đúng vậy mọi người ai ai cũng hiểu rõ cái ý của lão đại bọn họ nói chính là muốn bọn họ chết Trừ 27 người trước khi quyết chiến phải xông ra đột kích kẻ địch, những người khác đều phải chết, chẳng ai muốn chết, nhưng bọn họ trừ cái chết ra chẳng còn có một chọn lựa nào khác. Bây giờ tại sao còn có 31 người còn sống nhỉ? Không lẽ mệnh lệnh của Thiết đại gia không còn hữu hiệu như xưa? Những tay ti sĩ chuẩn bị mai phục để xông ra liều chết trước trận quyết chiến, còn phải chọn 27 người trong số 29 người chọn lựa người còn chưa được rõ ràng, vì vậy mới để 29 người còn sống. Thế hai người còn lại thì sao? Hai người này một già một trẻ, già thì đã sáu bảy chục trẻ chỉ mười sáu mười bảy, hai người ánh mắt đều chiếu rực một ý chí đấu tranh không sợ chết như nhau. Lão già thì đã gần chết, chết và sống chỉ bất quá là một cái búng tay, sinh có gì vui, tử có gì sợ. Tại sao không chết cho quang vinh một tí? Gã trai trẻ thì còn chưa biết chết là đáng sợ tới đâu, chết thì chết quách đi, con mẹ nó ít nhất cũng phải liều mạng một phen. Thiết đại lão bản hình như đã hoàn toàn không còn tí hứng thú gì với chuyện đó. Y làm đại lão bản, thường thường biết phải lúc nào nên để một chuyện giao cho người khác lo liệu, nhất là cái chuyện này đã đi tới chỗ cuối, không những vậy còn bắt đầu lộ vẻ phiền phức tới nơi rồi. Dám kháng cự mệnh lệnh của đại lão bản, hiển nhiên là những người muốn tìm chuyện phiền phức. Thông thường phiền phức còn không chỉ có một, giờ này phút này, phiền phức nhất có hai chỗ, một chỗ là lão già đầy những kinh nghiệm chiến đấu, một chỗ là gã trai trẻ đầy những dũng khí liều mạng. Lão già tên Vương Trung Bình, tên họ Bình bình thường thường, có điều suốt đời lão, lão đã từng giết qua 99 mạng người, đều là trong những tình huống không lộ một vẻ gì đặc biệt dùng một phương pháp thật bình bình thường thường để giết giết người xong còn không để lại một tí hậu hoạn gì một người như vậy muốn giết lão có phải là có chỗ phiền phức không gã thiếu niên họ lỗ là một đứa trẻ mồ côi không có tên biệt hiệu là a cán ý muốn nói là chỉ cần đụng vào y bất kể ngươi là ai ta cứ chơi ngươi đáo để chơi sống chết tới nơi rồi tính sau y không có nhà ít nhất là có hơn hai mươi lần người khác ngợ y đã chết chắc nhưng y vẫn còn chưa chết một người như vậy có phải là cũng có chỗ phiền phức không lão già mặc áo bào xanh chẳng thèm để ý tới hai người già trẻ đó lão ta chỉ nhìn hai mươi chín người trước mặt mình ánh mắt của lão cũng như tơ tơ rất sáng tơ cũng mềm mại nữa tơ cũng ôn nhu nhưng tơ cũng có thể thắt cổ chết người được ta chỉ muốn có hai mươi bảy người bây giờ lại có tới hai mươi chín Lão than thở cũng nhẹ như tơ, các ngươi nói xem ta làm sao bây giờ nhỉ? Không ai trả lời, không ai biết phải trả lời ra làm sao, đêm càng khuya, gió đêm lạnh lùng, mọi người cảm thấy thân mình nổi lên từng hột từng hột da gà, bởi vì không ai biết hai người phải chết đây. Sẽ có mình trong đó không? Cái vấn đề ấy vậy mà lại được giải quyết ở trong một tình cảnh thật kỳ quái và đơn giản bởi vì trong những người đó, có vài người có thể dồn được vào chung một chỗ với người bạn lữ của họ, bất kể chỗ ẩn núp nhỏ bé tới đâu, cũng dồn vào được. Vì vậy bây giờ vấn đề thừa lại, chỉ còn có hai người đó. Tì lộ thật ra cũng chẳng phải là một con đường, bọn huynh đệ của y tuy cho rằng không có y là không có đường để đi, nhưng có y thì cũng chẳng có đường nào để đi. Liễu Tiên Sinh nói cho Mộ Dung công tử nghe, nếu nói rằng y quả thật là một con đường, vậy thì con đường ấy nhất định là lấy thi thể của người khác ra mà bày lên thôi. Người mù không tin, tôi dám nói là năm chục kỵ sĩ thiết đại gia đem theo, ít nhất đã chết đi mất 19 mạng, năm chục trừ đi 19 còn 31. Mộ Dung công tử hỏi: 26 chỗ núp, 26 người, tại sao bây giờ còn có 31 người còn sống? không lẽ thiết đại gia và cái gã ti lộ đó còn không biết chỉ có người chết mới giữ kín miệng sao dĩ nhiên là y cũng biết bọn họ hiểu điều đó bất quá y thích hỏi người khác xem họ giải thích câu hỏi y đặt ra có hợp lý hay không giải thích hợp lý mới biểu lộ được cái trí tuệ lý tính học thức và tài phân tích của một người mộ dung công tử trước giờ vốn hy vọng thường thường có những người như vậy ở bên cạnh mình bởi thế y mới là mộ dung công tử Liễu tiên sinh đang ở bên cạnh y. Trong đám ti sĩ có nhiều cặp rất thân mật với nhau, như anh em ruột, như vợ chồng, nhất là trong đó có lâm gia huynh đệ và thanh sơn huynh đệ, lại càng không chia rẽ được, vì vậy. Tuy chỉ có 26 chỗ ẩn núp, nhưng lại có tới 29 người, 31 trừ đi 29, hình như còn có hai người. Mộ dung công tử hỏi, đúng vậy không, đúng. Còn hai người kia sao? tại sao còn sống tới bây giờ thật ra tôi không nói chắc ông cũng biết rồi tại sao bởi vì hai người này ông cũng đã từng có nghe nói qua từ lâu mộ dung công tử đang suy nghĩ năm ái tướng của thiết ô quy khô lão đại nữ thiếu đều không thể nào xuất hiện được cùng một lượt trong lúc này mộ dung công tử lại suy nghĩ tiếp trong những người đó tối đa chỉ có hai người y bỗng nâng ly lên một lão một thiếu nếu tôi nói không đúng tôi sẽ bị phạt rượu phạt ba ly liễu tiên sinh mỉm cười thở ra lào ta cũng nâng ly không những nâng ly còn uống nữa uống ba ly lão bị thua lão phải uống lão uống xong mới nói lão vương thân trải trăm trận lão đã rút từ kinh nghiệm giết người vô số đó thể hội ra một phương pháp đột kích vô cùng hữu hiệu chính lão đã đặt tên cho nó là nhất bách thích cửu thập cửu chúng, đâm trăm cái, chúng chín mươi chín, dĩ nhiên là lão chẳng sợ. Liễu tiên sinh nói, lão ta đã sáu mươi chín tuổi, ngay cả chết còn không sợ, còn sợ gì nữa. Mộ dung công tử đồng ý, nếu tôi đã sáu mươi chín tuổi, tôi chỉ sợ có một chuyện. Y tự trả lời dùm, đến lúc đó, tôi chỉ sợ còn chưa chết được, còn lúc ông 18-19 tuổi thì sao, lúc đó tôi rất sợ chết mộ dung công tử rất thành thật, lúc đó tôi chỉ cần thấy người chết là tôi sẽ khóc, bởi vì ông là một công tử quý tộc, từ nhỏ đã sống quá sung sướng. Liễu Minh Thu Tiên Sinh nói, tôi nghĩ là lúc ông lên 12-13 tuổi, ông đã đi mò mẫm cả lũ A đầu trong nhà ông rồi. Một người suốt ngày đi mò mẫm mấy nhỏ A đầu xinh đẹp, làm sao mà nghĩ đến chuyện chết chóc cho nỗi. Có điều có rất nhiều người không phải như vậy liễu tiên sinh nói bọn họ đều không giống như ông có chỗ nào không giống ông không nghĩ đến chuyện chết nhưng ông sợ chết nếu ông mà chết đi cha ông mẹ ông chị ông em ông áo quần của ông đồ ăn ngon của ông đồ chơi của ông tất cả mọi thứ đều chẳng còn gì cả vì vậy ông có không sợ chết cũng không được bởi vì ông có quá nhiều thứ mà chỉ khi nào ông còn sống mới hưởng thụ được liễu tiên sinh hỏi nhưng còn mấy người khác thì sao tại sao bọn họ không sợ chết câu hỏi đó không phải y đi hỏi người khác y hỏi chính mình do đó y trả lời cho mình bọn họ không sợ chết là vì bọn họ chẳng có gì cả cái gã trai trẻ a à cán kia chính là như vậy đó liễu tiên sinh nói y chẳng có cha mẹ chẳng có bạn bè chẳng có thân tình y không sợ chết y chỉ sợ một mình mình sống trong cái thế giới không có hy vọng này có kẻ ép y y chỉ còn nước liều Người mù không mù nói, theo tôi thấy, y có vài phần bản lãnh có thể làm nên một phen sự nghiệp vào sinh ra tử. Y nói, nếu gã tiểu tử đó còn sống được tới 20 tuổi, tôi dám nói rằng y còn ngon hơn cả ai, không chừng còn ngon hơn cả Sở Lưu Hương năm xưa. Mộ Dung công tử giật cả mình lên, ông đem y so sánh với sở lưu hương ừ ông so sánh sở lưu hương nào vậy thiên hạ có mấy sở lưu hương một vậy thì tôi so sánh là sở lưu hương đó gương mặt của người mù mà không mù bỗng hiện ra vẻ thật bi ai cái thế giới này thiên tài vốn đã không có nhiều nếu như ngay cả hai mươi mấy còn sống chưa tới thì thật là đáng tiếc ông đang nói tới a cán Mộ dung công tử hỏi, không lẽ ông đã đoán chắc là y không sống tới hai chục tuổi, đúng vậy? Sao 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 A cắn nắm chặt hai nắm tay, ánh mắt lộ đầy vẻ hung dữ như một con chó sói. Y là một người vô cùng đặc biệt, vô cùng hung bạo, và cũng vô cùng trầm tĩnh, vô cùng mẫn tiệp, và cũng vô cùng nhẫn nại, giang hồ đồn đãi, thậm chí có người còn vỗ ngực nói rằng. Y được chó sói nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn. Vì vậy, y cũng là một người trưởng thành sớm, nghe nói y chỉ có 9 tuổi đã có thể lực như một kẻ tráng niên, không những vậy, còn ăn nằm với người đàn bà đầu tiên. Một cô thôn nữ con nhà nông ra 16 tuổi, sắn quần lên, để lộ hai bắp chuối trắng nõn, giặt áo quần bên cạnh bờ suối. Bỗng nhiên phát hiện có đứa con nít đang đứng trước mặt nhìn trộm mình với một ánh mắt như dã thú hai nắm tay của a cán nắm chặt lại nhìn lom lom vào lão già mặc áo bào xanh ánh mắt của y như một con trò sói thiết đại lão bản nhìn như không thấy gì lão già mặc áo bào xanh thì chẳng thèm ngay cả nhìn tới vương trung bình đưa cặp mắt ra hiệu nhưng a cán đã quyết tâm xông tới rồi chính cái lúc y đã hạ quyết tâm đó người y đã bay lại giống như một con chó sói đói mồi thấy con dê béo bở bèn nhảy chồm lại dùng cái móng vuốt của y chụp vào cổ họng và trái tim của lão già mặc áo bào xanh động tác bay trồm lại của y quả thật giống hệt như một con chó sói nhưng lão già mặc áo bào xanh không phải là dê béo thân hình của lão bỗng nhiên thoái lùi như một bóng ma những ti sĩ của y từ bốn phía ùn lại dãi lụa trong tay vung lên những làn sáng bạc đan thành một cái võng A cán bỗng thấy mình bị cái võng bao quanh cái võng đang thắt chặt lại lão già mặc áo bào xanh cũng đang bay lại như một bóng ma trong tay đã cầm một cây thích nhọn từ lúc nào từ trong cái võng thỉnh lình đâm ra vào miệng a cán a cán đang tính hò hét cây thích đã lọt vào trong họng từ miệng xuyên vào họng đâm ra phía sau cổ cây thích biến thành dãi lùa đập vào sau não não tung tóe ra máu bắn vào thành đóa hoa a cán ngã gục xuống y còn chưa tới 20 tuổi, lúc y chết còn gào thét lên lê thê như một con chó sói. Võng lùa đã thu lại, lão già mặc áo bào xanh lẳng lặng quay người lại, lẳng lặng đối diện với Vương Trung Bình. Lão chưa động đậy, Vương Trung Bình cũng chưa động đậy. Thình lình, một đứa bé mặc chiếc áo màu hồng, quần trắng, thắt một búi tóc cột thẳng lên trời, không biết từ nơi nào xông ra, xoay ngược tay rút một cây đao ngắn hàn quang trói lọi bỗng nhiên nhảy lại ngay chỗ thi thể A cắn vừa mới nhã gục xuống, chụp cái đầu của Y, một nhát đau cắt lấy cái đầu, người búng ngược lên trên không, tay cầm đầu chân chạy như bay. Thoáng chốc chẳng còn thấy đâu nữa. Đứa bé đó có phải là một đứa con nít hay không? Hay là một tên tiểu quỷ? Lão già mặc áo xanh vẫn còn bất động, Vương Trung Bình cũng còn bất động, có điều gương mặt của hai người xem ra có vẻ biến sắc đi một chút. Mắt nhìn tên tiểu quỷ cắt đầu, mắt nhìn tên tiểu quỷ chạy mất tiêu, bọn họ đều không thể nào động đậy chút nào, bởi vì chẳng ai trong bọn họ có thể động đậy được người nào dục dịch trước. Người đó sẽ cho đối phương một cơ hội, một cơ hội trí mệnh. Thiết đại lão bản và 29 gã ti sĩ kia tại sao cũng không động đậy? Có phải động tác của tên tiểu quỷ quá nhanh? một tên tiểu quỷ như một đứa con nít, tại sao lại đến một cái nơi bốn bề sát khí mai phục như thế này, để cắt đầu một người chết. Lão già mắc áo bào xanh nhìn lom lom vào vương trung bình, bỗng thở ra một hơi thật dài, lấy một cái giọng thật thương cảm nói. Vương lão tiên sinh, xem ra ông đã hết xài được rồi, ngay cả tên tiểu quỷ cắt đầu cũng chẳng thèm cắt đầu ông, sao, nếu y còn muốn cắt đầu ông, nhất định y sẽ chờ ông chết rồi mới lại cắt đầu. Lão đưa tay vẫy vẫy, ông đi đi. Lão già mặc áo bào xanh nói, nếu ngay cả tên tiểu quỷ cắt đầu còn không thèm cái đầu của ông, lão quỷ ta đây còn muốn lấy mạng ông làm gì? Vương Trung Bình nhẹ nhẹ thở ra một hơi dài, đúng vậy, xem ra hình như ta cũng già lắm rồi. Lão nói, đầu của lão già cũng giống như thân thể của một con mụ đàn bà say xưa, thường thường chẳng ai thèm cả. Lão già mặc áo bào xanh cũng thở ra, Xem ra trên đời này có nhiều chuyện cũng đều giống giống vậy, không sai tí nào." Vương Trung Bình nói, lão sửa sang áo quần lại, hành lễ, hướng về lão già mặc áo bào xanh hành lễ, hướng về Thiết Đại lão bản hành lễ, hướng về 29 gã ti sĩ hành lễ. Tư thái hành lễ xem ra thật ôn tồn nhã nhặn, nhưng mỗi người ai ai cũng tưởng tượng ra được trong những động tác ôn tồn nhã nhặn đó bất kỳ trong tích tắc nào cũng có thể thi triển ra một sát thủ chí mạng bởi vì lão cũng biết lão già mặc áo bào xanh thật ra chẳng hề có ý định thả cho lão thoát đi nhất bách thích cửu thập cửu chúng một cái đâm đó người lão chọn là ai người lão chọn chết chung với mình là ai người lão chọn đương nhiên phải là một kẻ lão chắc chắn giết chết được điều đó chắc chắn không thể nào nghi ngờ gì nữa Vấn đề là, bất kể lão muốn đối phó với người nào ở đây, hình như lão cũng đều chắc chắn làm được. Vì vậy mỗi người ai ai cũng đang ra tâm đề phòng, đều không động đậy tí nào, đều đang đợi lão hành động trước. Chuyện kỳ quái là, lão cũng chẳng động đậy, làm như lão thật tình tin tưởng lão già mặc áo bào xanh sẽ thả cho lão thoát đi vậy, cứ vậy mà chậm chậm nhàn nhã, bước khơi khơi về phía trước. Mắt thấy lão đã gần như ra khỏi cái thị trấn nhỏ bé đó, thiết đại lão bản nhìn đó mà chẳng thấy gì cả lão già mặc áo bào xanh cũng cứ thế lẳng lặng nhìn lão đi càng lúc càng xa làm như không hề sợ lão sẽ tiết lộ bí mật của mình ra hoặc là làm như bọn họ có chuyện gì bị lão bắt chẹt nguyên nhân thật sự là tại vì sao nhỉ có ai biết được chính ngay lúc đó một bóng người đàn bà thật cao dáng dấp thật hấp dẫn từ ngoài thị trấn chỗ bóng tối vô bờ bến đó bước vào bước lại chỗ lão ta thỏ hai cánh tay ra ôm chặt lấy lão sao 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 đối với đa số mọi người mà nói ti lộ có nghĩa là con đường chết cho dù y ngẫu nhiên thả cho người khác một con đường sống con đường đó cũng mỏng manh như là sợi tơ liễu tiên sinh nói với mộ dung công tử vì vậy a à, cắn chắc bây giờ phải là một người đã chết nhất định rồi thiết đại lão bản muốn y chết lão quái vật mặc áo bào xanh đó cũng muốn y chết chúng ta hình như cũng không nghĩ là y sẽ sống nổi trên đời này còn có ai cứu được y nữa hình như còn có một người mộ dung công tử nói trên đời này bất kể phát sinh ra chuyện gì không thể tưởng được không thể giải quyết được hình như đại khái là có một hạng người có thể giải quyết được hạng người đó là ai mộ dung công tử nói hạng người đó hình như chính là người ông vừa mới đề cập tới tức thì cái gã sở lưu hương đó sở lưu hương danh tiếng vang lừng thiên hạ nhà nhà truyền tụng người tình trong mộng của mấy cô thần tượng tôn sùng của mấy gã thiếu niên chàng dễ lý tưởng của mấy bà có con gái tới tuổi cập kê người bạn lý tưởng dưới cặp mắt của các tay hảo hán giang hồ người bạn tốt của những tay bợ muốn cùng y uống rượu trừ những chuyện đó ra dĩ nhiên y còn là một tay ăn uống dành giọt cho những tay nhà bếp hiếm có trên thế gian một tay ăn mặc sành điệu cho những nhà thợ may nổi tiếng nhất trên thế gian một tay đánh bạc hào phóng cho những sòng bạc lớn nhất trên thế gian thậm chí ngay cả dương châu chỗ mà những tay cự phú đổ xô lại lưng đeo ba vạn sâu tiền cưỡi hạc lại dương châu bao nhiêu là tiếng tam, tài phú cũng chẳng là gì cả với y bất kể là ai cũng vậy đại lão bản chuồng ngựa ở quan đông tay buôn sâm cự phú ở trường bạch sơn tổng đa chủ các danh sơn danh trại danh đạo trùm thủ lãnh suốt ngày tay ôm cô này tay ầm cô nọ ném ngàn vàng xuống đất không đổi sắc mặt nhưng chỉ cần gặp phải y gương mặt của những người ấy e rằng sẽ phải biến hẳn đi bởi vì y là sở lưu hương một sở lưu hương vĩnh viễn không bao giờ có lại trên trời dưới đất có một không hai nếu y bỗng không còn gì nữa thì chẳng còn ai có thể thế vào cho y một người như vậy nếu không phải người ta hâm mộ kính phục thì cũng phải là yêu thích thôi có điều lúc liễu tiên sinh nghe nói đến cái tên của người đó gương mặt y bỗng lộ ra một vẻ gì thật bi thương không sao nói được không những vậy mà quả thật là có muốn nói cũng không sao nói được có muốn viết xuống cũng không sao viết xuống được thấy vẻ mặt vừa kỳ quái vừa quái dị vừa không sao tả được đấy của y mộ dung công tử nhịn không nổi phải hỏi ông đang làm gì thế y hỏi liễu tiên sinh xem ra hình như ông đang rất đau lòng hình như là có chút đau lòng tại sao ông phải đau lòng bởi vì tôi biết ngay cả sở lưu hương cũng cứu không nổi a à cắn tại sao bởi vì cách đây ba tháng sở lưu hương đã là một người chết mộ dung công tử cũng chết luôn ít nhất hiện giờ dáng điệu của y xem ra cũng đã giống người chết không có chút gì phân biệt sao 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 người đàn bà thật cao, dáng dấp thật hấp dẫn kia, mặc một chiếc trường bào màu trắng như tiết, gió đang thổi, áo bào trắng đang lay động, cô ta ôm chặt lấy vương trung bình. Tựa như một cô thiếu nữ đa tình, bỗng dưng gặp phải người tình đầu tiên của mình vậy. Có điều cánh tay của cô ta bỗng lại buông ra, người của cô ta bỗng như một bóng u linh trắng xóa bị cơn gió ban đêm vừa lạnh vừa êm ái thổi tan đi, thổi vào trong màn đêm đen tối mơ hồ xa xôi. Vương Trung Bình thì vẫn còn đang đứng nguyên một tư thế ở đó, một hồi thật lâu, mới bắt đầu cử động. Lần này lão không bước về phía trước, lúc lão bước tới chỗ ánh đèn chiếu rõ người của lão, mọi người mới thấy vẻ mặt của lão trông thật kỳ quái, trên gương mặt mỗi bộ phận hình như đang méo mó biến dạng. Đi thêm một khúc nữa, mọi người mới nhìn ra gương mặt của lão đã biến thành một màu sắc phẳng phất như hoa lan hoa lan có nhiều màu sắc nhưng mỗi màu sắc đều có mang một vẻ trắng nhợt nhạt vừa thê lương vừa kiều diễm sau đó lão ngã gục xuống như một cánh hoa lan đã tàn tạ lúc lão ngã xuống cặp mắt của lão còn đang nhìn lom lom vào ti lộ lấy giọng đầy oán độc thấm nhập cốt tủy đầy những vẻ nhìn người khác gặp tai họa mà sung sướng trong bụng không ăn nhầm gì cả tuyệt đối không ăn nhầm gì cả lão nói từng chữ một, các ngươi có bầy mưu thiết kế ra làm sao, lần này các ngươi vẫn chắc chắn bại trận không nghi ngờ gì cả, tại sao? Bởi vì cái gã mù đó, nếu các ngươi biết gã là ai, không chừng bây giờ sẽ đụng đầu vào đâu chết mất. Trên mặt lão, từng thớ thịt đầy những oán độc, bỗng nhiên co rúm lại thành một nụ cười ngụy dị không sao tả được, bởi vì các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết gã là ai cả ti lộ và những ti sĩ đều là những tay cao thủ trong nghề khảo cung, có điều bây giờ chẳng còn có thể ép lão nói thêm một chữ nào. Bởi vì lão đã chết, nói xong câu đó lão chết ngay, lúc chết, gương mặt của lão xem ra như một đóa hoa lan dưới ánh trăng tùy thời tùy lúc như muốn đổi thành các thứ màu sắc khác nhau người đàn bà mặc áo trắng như bóng ma kia, phiêu dưỡng theo gió vào trong màn đêm, phảng phất như có vẫy tay về hướng thiết đại lão bản và ti lộ, ông tay áo của cô ta phất phơ trong bóng đêm. Xem ra cũng phảng phất như một đóa hoa lan. Lúc này cũng chính vào nửa đêm, trong gió đêm hình như còn phảng phất đưa lại một mùi thơm hoa lan thoảng qua nhẹ nhẹ thanh thoát. Sở lưu hương quả thật đã chết rồi sao, đúng vậy, ông có chắc chắn không, chắc chắn liễu tiên sinh buồn buồn nói thật ra tôi cũng không tin y sẽ chết như vậy vô hoa hòa thượng và nam cung linh âm trầm thâm hiểm là thế thủy mẫu âm cơ và thạch quan âm tuyệt diễm kinh tài là thế bọn họ đều không làm y chết được thì còn ai làm được cặp mắt nhiều tròng trắng ít tròng đen của người mù mà không mù hình như có nước mắt ứa ra nhưng quả thật y đã chết chết trong tay một người đàn bà một người đàn bà đẹp như thiên tiên mà thật ra lòng dạ như ma quỷ vậy liễu tiên sinh nói tên cô ta là lâm hoàn ngọc lâm hoàn ngọc đúng vậy liễu tiên sinh nói hoàn quân minh châu xong lệ thùy trả lại cho người hạt minh châu hai hàng lệ ròng ròng hoàn quân bảo ngọc quân dĩ tử trả lại cho người hột ngọc quý Người đã chết, quân tử thiếp táng tình bất tuyệt, người chết, thiếp táng theo, tình ta không ngừng đây, thiên thượng địa hạ vĩnh bất tụ tơ rên, trời dưới đất. Vĩnh viễn không ở được với nhau, mộ dung công tử cũng là một kẻ đa tình, quân tử thiếp táng, vĩnh bất tương tụ. Y đờ đẫn nhai đi nhai lai mấy câu thơ, trong lòng không biết đang nghĩ gì, cũng không biết đang có mùi vị gì. Y chỉ biết nói đây chắc hẳn cũng là một chuyện cố sự vô cùng u ẩn triền miên làm người ta thương tiếc vô vàn may mà bây giờ tôi còn chưa muốn nghe tới mộ dung công tử nói bây giờ tôi chẳng có con mẹ nó tâm tình đâu đi nghe chuyện cố sự chó đẻ quỷ sứ này mộ dung công tử ôn tồn nho nhã như vậy cũng biết mắng chửi phải trong lúc mắng chửi đó tâm tình của y mới cảm thấy thư thả ra một chút dĩ nhiên cũng chỉ trong những lúc tâm tình không thoải mái tí nào cả y mới mở miệng ra mắng sao, sao 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 giữa đêm mùi hoa lan trong gió đưa lại càng thanh càng dịu càng nhạt nhưng vẫn còn chưa tan nhưng người thì đã tan biến người đã giết người gió lạnh chết cả người người đàn bà mặc áo trắng như bóng ma đều đã tan biến hết vào trong bóng đêm chỉ còn để lại một xác chết tạm thời chưa thể tan biến đi và một ngưỡi chết đã bị cắt mất cái đầu thiết đại lão bản hít vào một hơi thật dài thơm quá thật là thơm y nói thảo nào mà những người có học vấn đều nói chỉ có mùi thơm của hoa lan mới là mùi thơm của kẻ vương giả không lẽ cái mùi thơm vang lừng thiên hạ của sở hương soái cũng không bì kịp dĩ nhiên là không bì kịp tại sao có phải là vì cái gã sở lưu hương ấy hiện giờ không còn tồn tại Ti Lộ cố ý hỏi, "Đúng vậy." Sau đó thì Thiết Đại lão bản và Ti Lộ đồng thời cười lên ha ha, hình như họ đã quên mất lúc nãy Vương Trung Bình đã nói gì. "Bất kể ra sao, lần này các ngươi vẫn chắc chắn bại trận không nghi ngờ gì cả, bởi vì cái gã mù ấy." Vương Trung Bình trước giờ chưa từng nói ngoa, Thiết Đại lão bản đối với những lời lão nói, trước giờ vốn rất tín nhiệm, lần này lão nói như vậy, nhất định là không phải không có lý do nhưng lần này thiết đại lão bản hình như chẳng hề nghe lão nói gì cả, thậm chí hình như còn quên rằng lúc nãy đã có thấy một gã mù. Lúc này trăng đã gần tròn, hôm nay là 13 tháng 8, hai ngày trước đêm trung thu. Cái hẹn quyết chiến giữa thiết đại lão bản và mộ dung công tử, chính là giữa đêm trung thu trăng tròn. chương 4, cái đêm trước trận quyết chiến. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Mộ dung công tử ngồi xuống. Ngồi trên một chiếc cẩm đôn tròn đệm bằng lụa Giang Nam mềm mại màu xanh lục, ngồi trước một cái bàn thấp dáng cổ kính làm từ thời Hán. Y không còn ở cái nhà chỗ khu vườn hoang phế đó. Y đang ở trên một cái đài cao. Đài cất ở trên cao, cao trên mặt đất 19 trượng, chót vót ở trên cao, lấy những thanh trúc đan dựa vào nhau, dựng trên một vách núi nghiêng nghiêng, cao có thể thấy đèn đuốc ở tận xa xa. Đèn đuốc ở nơi cái thị trấn nhỏ xa xa đó, gần đài cũng có đèn đuốc, đèn đuốc nằm ngay dưới chân đài. Hoàng hôn vừa tới, hoàng hôn vừa qua, bỗng nhiên, bóng tối vô biên vô bờ lạnh lẽo của một đêm thu buông trùm xuống sườn núi. Sau đó đèn đuốc bèn sáng rực lên. Đủ các thứ các dạng đèn lớn nhỏ không giống nhau, các thứ các dạng ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ lúc lu mờ lúc lóe lên, chiếu sáng trước lều chướng đủ các thứ các dạng không giống nhau. Chiếu trên khuôn mặt khác nhau, da có trẻ có nam có nữ có. Điểm duy nhất giống nhau là trên mỗi gương mặt đều đượm đầy vẻ mệt mỏi tiêu tụy, không biết làm sao bây giờ. Bởi vì bọn họ đã bị cưỡng bách phải ra khỏi ngôi nhà của mình nhà của bọn họ, chính là cái thị trấn nhỏ bé hình như bỗng nhiên lan ra chết kia. Nhà của bọn họ tuy là bần túng, nhưng vẫn là ấm cúng, nhà bếp vẫn luôn có lửa nồng, chén đũa vẫn luôn được chùi sạch sẽ, đại khái vẫn có cơm nước cho chồng con ăn mỗi ngày, giường đã quen hơi. Mền chiếu mềm mại ấm áp, trong hủ không chừng còn có chút trái cây đồ ngọt có thể làm mấy đứa nhỏ tuét miệng ra cười, trong vò không chừng còn có chút rượu dưới gối không chừng còn có vài cuốn sách cho đêm qua lại càng thêm ngọt ngào tại sao bọn họ lại muốn rời khỏi nhà bởi vì bọn họ không đi không được bởi vì bọn họ không làm sao được bởi vì bọn họ không thể phản kháng được với bạo lực vì vậy bọn họ chỉ còn nước bỏ đi lúc bọn họ nghe cái tin có hai phe phái lực lượng vô cùng lớn lao đã chọn cái thị trấn nhỏ bé nơi bọn họ đang sinh sống để làm khu chiến trường quyết chiến sinh tử bọn họ chỉ còn nước bỏ nhà mình mà đi bởi vì bọn họ ai ai cũng đều nhu nhược và cũng quá lương thiện tại sao người lương thiện lúc nào cũng nhu nhược hơn đứa bé sơ sinh vừa mới ra đời chúi đầu vào trong vú mẹ mấy đứa con nít thì ôm nhau tìm hơi ấm mấy đứa lớn thì ôm mấy bọc đồ ngủ vùi bà già ông già người thì ngồi người thì nằm cũng không biết là đang ngủ hay đang thức ánh lửa leo lét chỗ xa chỗ gần chiếu vào gương mặt của họ làm cho những nét nhăn càng thêm sâu đậm còn những người lớn đâu rồi người chủ nhà vai mang gánh nặng cả gia đình bà chủ nhà mỗi ngày phải ngồi lo kế mưu sinh cho cả nhà người đàn ông trung niên mới phát giác ra vợ mình sắp bỏ mình đi người đàn bà mới phát giác ra chồng mình sắp chạy theo em gái mình những cặp trai gái yêu nhau nhưng không thể ở chung một chỗ những người đó đều đang ngồi một mình giữa đồng trống trong đêm tối không biết trong lòng họ đang có mùi vị gì vườn tược còn đó nhưng có chắc gì còn là của bọn họ rồi sau trận này ngày tháng có còn qua như thuở xưa vậy không sau cơn hoạn nạn này không biết có còn sống qua nổi không Trời hỡi, có bao nhiêu người trong lòng đang hối hận, hy vọng mình chưa từng làm những lỗi lầm tội ác mà mình đã làm đó. Mộ dung công tử ở trên đài cao nhìn những người đó, liễu tiên sinh đang đứng bên cạnh y, hai cô con gái mặc áo bào rộng thùng thình chùm từ trên xuống dưới mặt che lại kia cũng đang ở đó. Đều đang chăm chú nhìn vẻ mặt của y, gương mặt của y không có lấy một chút biểu tình ánh mắt của y hình như có lộ vẻ thương cảm lân tiếc, nhưng lập tức lại nhìn ra xa xăm, nhìn tới những ánh đèn đang ở thị trấn đằng xa kia, nét bi thương bỗng biến thành phẫn nộ. Ông nói hai con rùa đen kia nhất định đã đi rồi, bây giờ sao còn chưa thấy đi? Y hỏi liễu tiên sinh, ông thấy bọn họ còn ở đó, không, ông chỉ bất quá thấy nơi đó còn ánh đèn thế thôi, đúng. Người không phải đèn. Liễu Tiên Sinh rất bình tĩnh nói, người đã đi, những vẫn còn có thể để đèn lại đó, tại sao bọn họ lại để đèn ở đó làm gì? Bởi vì bọn họ muốn để cho ông nghĩ rằng bọn họ đang ở đó chờ ông lại. Liễu Tiên Sinh đáp, bọn họ còn có đó, dĩ nhiên ông sẽ không lại, trước ngày quyết chiến, 29 người sẽ bình an mà mai phục ở đó không đến lúc cần kíp những người đó không thể nào bị phát hiện ra đến lúc tất yếu bọn họ mới có thể đột kích một cú chí mạng được không những mắt của liễu tiên sinh không mù tâm của y cũng không mù ông thấy đèn đuốc ở đó lòng ông không an bọn họ mới yên tâm mà về nhà dưỡng sức lấy nhàn nhã mà đợi ông lao lực lấy tĩnh để chế động liễu minh thu nói nếu ông lại đó lỡ ông phát giác ra một trong những chỗ mai phục bọn họ còn có gì vui nữa thái độ của mộ dung công tử lập tức thay đổi ngay y lập tức thừa nhận đối với bọn họ mà nói điều đó quả thật không vui tí nào y bỗng vừa bật cười lên vừa hỏi liễu tiên sinh Lúc bọn họ cảm thấy không vui gì lắm, chính là lúc mình phải cảm thấy vui vẻ lắm, đúng vậy không? Đúng, thế thì chúng ta có nên lập tức lại đó chưa? Nên, được, tôi nghe theo ông." Mộ Dung công tử nói, "Bây giờ ông đi đi, đem theo 29 người, lại 26 chỗ mai phục đó, toàn bộ nhổ hết cả rễ cả gốc ra, điều đó không cần, không cần." Mộ Dung công tử lộ vẻ kinh ngạc, tại sao không cần, tôi cần gì phải đem theo 29 người lại đó, tại sao? Bởi vì 26 chỗ mai phục đó cách nhau một đoạn xa, không những vậy đều rất cực kỳ bí mật. Không có tín hiệu ma bọn họ đã ước định trước, chẳng ai dám khinh cử vọng động, hiện ra sờ sờ làm gì? Liễu Tiên Sinh nói, vì vậy, lúc chúng ta lại tấn công mỗi chỗ mai phục của bọn họ, những chỗ mai phục khác không hề biết được sao? khi tôi phát hiện ra chỗ bọn họ mai phục trong vòng một chiêu nhất định sẽ lấy mạng bọn họ ngay, đó chỉ là một chuyện xảy ra trong tích tắc. Liễu tiên sinh hững hờ nói, tôi có thể bảo đảm rằng, 29 người mai phục trong 26 chỗ đó, trước khi chết còn không mở miệng ra la lên một tiếng động gì. Y nói nếu tôi đem theo 29 người, ngược lại sẽ làm kinh động đến bọn họ, chính là chuyện đánh cỏ làm động đến rắn, thành ra muốn hay mà biến thành giờ mất rồi, có lý. Vì vậy tôi chỉ cần đem theo một người thôi, chỉ đem theo một người, trong 26 chỗ mai phục có 29 người, trong đó ít nhất có hai chỗ mai phục là có hai người liễu tiên sinh nói lấy một địch hại tuy không khó nhưng lấy hai chế ngự hai mới là kế vạn toàn nhất đúng có phải là tôi nên đem theo một tay cao thủ nữa không liễu tiên sinh hỏi mộ dung công tử dĩ nhiên mộ dung công tử nói đương nhiên là ông nên đem theo một tay cao thủ nữa không những vậy còn phải là một tay cao thủ trong tất cả cao thủ liễu tiên sinh nhìn y ánh mắt đang có nụ cười thủ hạ của công tử cao thủ nhiều như là kiến nhưng cái vị cao thủ tôi muốn đem theo lại chẳng biết công tử có chịu cho không ông muốn đem theo ai vẻ mặt của mộ dung công tử hình như có vẻ muốn khẩn trương lên nụ cười trong ánh mắt của liễu tiên sinh lại càng rạng rỡ đúng vậy liễu tiên sinh chỉ vào một người tôi muốn đem theo cô ta bên cạnh mộ dung công tử nãy giờ vốn có hai người hai người che mặt bằng một tấm vải xanh mặc một chiếc trường bào cũng màu xanh phủ kín từ đầu xuống chân tuy không thấy đường nét ra sao nhưng vẫn còn thấy được đó là một người con gái bọn họ nãy giờ vẫn đang phục thị y trong hai người nếu như lấy thước ra đo người này cao hơn người kia chút đỉnh bởi vì cổ của cô ta dài hơn một chút eo cũng cao hơn một chút còn người kia tuy xem ra có lùn hơn một chút nhưng nhìn lại có vẻ cao hơn. Bởi vì đùi của cô ta dài. Đùi cô dài hình như gần bằng 2 phần 3 thân hình của cô, eo của cô vừa nhỏ vừa thon. Người mà liễu tiên sinh chỉ chính là cô. Mộ dung công tử hình như đang ngẩn người ra đó, mà hình như có vẻ tùy thời tùy lúc như muốn nhảy nhỗm lên, có điều rốt cuộc y chỉ có thở ra một hơi dài sườn sượt cái con người mù mà không mù của ông đây thật là có bản lãnh không những ông có tư tưởng có đầu não ông còn có mắt lắm mộ dung công tử nói tôi bội phục ông có điều tôi không thích ông tí nào cả biết rồi liễu tiên sinh cười hững hờ trên đời này những người thích tôi vốn không có mấy ai tại sao bởi vì ai ai cũng cảm thấy tôi thông minh quá liễu tiên sinh nói người tôi quen biết đều là kẻ thông minh nếu họ cảm thấy tôi còn thông minh hơn làm sao họ còn thích tôi cho được đây là một điều chí lý một người thông minh thông thường sẽ không thích người khác còn thông minh hơn y mộ dung công tử cũng đang cười may mà cái điểm đó không trọng yếu lắm người khác có thích ông hay không đều không có gì quan hệ cả y nói bởi vì ông hữu dụng mộ dung công tử lại nói một người nếu thực hữu dụng, người khác có thích y hay không, y đều chẳng thèm để ý tới, đúng vậy." Liễu Tiên Sinh nói, "Tôi cũng nghĩ giống như ông vậy." Nhìn y đem theo cô gái đùi dài eo thon mặc chiếc áo trường bào phủ từ trên xuống dưới đang đi xuống gò núi, vẻ mặt của Mộ Dung công tử lộ ra một nụ cười đầy vẻ khoan khoái, không những khoan khoái mà còn đắc ý bởi vì y biết chắc chắn liễu tiên sinh là một người hữu dụng vô cùng không những vậy y đem theo lần này cái người đó cũng chọn đúng nữa tôi họ tô người khác gọi tôi là tiểu tô ta biết ông biết sao ông biết được chuyện tôi biết không chừng còn nhiều hơn là cô tưởng tượng nhiều lắm liễu tiên sinh nói ánh trăng bàng bạc đêm yên lặng cũng bàng bạc bàng bạc không lời không tiếng chỉ bất quá sáng rực lên thế thôi Liễu Minh Thu đang đi trước, Tiểu Tô đi sau, bọn họ đi không nhanh lắm, Trăng Thu vẫn còn đang treo giữa trời, chỉ lúc trước khi trời sáng mới mở đi, lúc đó mới là lúc hành động thích hợp nhất. Bọn họ lẳng lặng đi được một đoạn đường, Liễu Tiên Sinh bỗng nói, hiện tại có phải cô đã có thể để cho ta xem thử được chưa, xem gì, xem cô. Liễu Tiên Sinh nói. Lúc này, cái ta chỉ có thể thấy được, bất quá là một khối vải che mặt và chùm từ trên xuống dưới thế thôi, ông còn muốn thấy gì nữa, thấy người của cô. Liễu Minh Thu nọ Trương Nam, đêm quyết chiến, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.